sai, đúng hình 2 giây. Theo gái mà nó lè lè mà nó lộ liễu, em sợ em tưởng ăn cướp. Rồi hai em, hai em giới thiệu cho mình. Dạ, em là Nguyễn Hoàng Vũ, năm nay em 27 tuổi. Dạ. Wow, 27 tuổi á hả? Dạ. Trời, trời đất ơi, tôi nhìn tôi tưởng cỡ 20, 21 thôi đó. Tôi nhìn là tưởng 17 tuổi mới chết đó. Ở Vũ làm nghề gì? Bây giờ về hai chồng kinh doanh ở nhà chung. À, còn em? Em tên là Hồng Nhung, nay em 23 tuổi. Em làm nghề kinh doanh. Chứ trước đây thì em cũng làm một tiệm bánh, cho nên sau khi lấy chồng rồi em về em mở tiệm bánh nhỏ nhà em tự. À, hai vợ chồng làm tiệm bánh. Dạ. Rồi rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai em quen nhau trong lúc học một lớp nhạc. Giờ còn học nữa không? Dạ, giờ nghỉ rồi. Oh yeah. Dạ không cho đi học nữa. Tại sao vậy? Sợ là ảnh đánh đàn cho cô nào hát đúng không? Thì hồi đó ảnh cũng cua em trong lớp đó mà. hiểu rồi. Tại sao bây giờ mới muốn kinh nghiệm đó. Vậy thì chắc chắn là em sẽ là người ấn tượng đầu tiên về cô này trước. Dạ cũng không phải là hên xui đâu. Tại lúc đó là vô lớp học một thời gian lâu rồi mà cũng không biết nhau nữa. Vô tình có một buổi đó thì ra về chung. Thì lúc mà nhìn xuống lấy dép á thì vô tình chạm mặt thôi. Thế dạ. Là ấn tượng. Rồi xong rồi cái mình bị đứng hình 2 giây rồi quay qua thấy vợ đang dắt xe tại chỗ, nó cũng đông á, thấy cực thì dắt xe giùm. Rồi em đi theo. À. Đi theo coi cái nhà ở đâu. Và em nói là em chưa thấy ai mà đi theo gái mà nó lè lẹt mà nó lộ liễu vậy hết trơn. Xe ảnh là tới ba màu lận, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ. Em thấy bên kính chiếu hậu tự nhiên có chiếc xe nó cứ theo mình hoài mà em sợ em tưởng ăn cướp, cho nên là em cầm sẵn cây sáo trên tay luôn, nó mà giật lẹm lại cướp. Trước giờ em đâu có gặp trường hợp đó, tự nhiên giờ cái có người đi theo mình vậy. Ngày nào anh cũng theo như vậy hết luôn. Ồ vậy đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Dạ, cũng theo một thời gian dài rồi. Em thấy vậy em ứa quá, tại vì đi vô cứ chạy theo mình mà vô lớp cái như không biết, không thèm xin số điện thoại, cứ như là người dân mà cứ ngày nào cũng theo. Em thấy vậy cũng tội. Em làm cái bánh em tặng, em viết thì tờ giấy cho ảnh, là em nói anh nên làm gì anh theo em hoài vậy, chạy như mình mở đầu nói chuyện với ảnh. Chắc cũng để ý mình nó phát hiện mới tặng cái dòng chữ vậy. Thì em vô Facebook của cái tiệm bánh đó trước. Mình kiếm cái Facebook của vợ rồi bắt đầu nhắn tin nói chuyện vậy đó. Mà cũng xin số điện thoại em, nó hẹn đi chơi em cũng phải tự chủ động, rồi anh ơi số này số em gì anh tới anh rước em lên gọi cho em xin dễ thương nha. Sau đó thì là bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 2-3 tháng yêu nhau, rồi từ lúc quen tới lúc cưới là đúng 8 tháng. Từ lúc quen vậy là sớm. Dạ. Yêu cưới là 8 tháng. Dạ. Và lý do là sao 8 tháng cưới? Một phần là do gia đình của ảnh. Ba ảnh yếu, ảnh thì lại là con cả trong gia đình, con trưởng trong gia đình nữa. Cho nên là gia đình ảnh cũng muốn là ảnh có gia đình sớm, để sao có ba có chuyện gì thì cũng có người đỡ. Với lại nhiều khi có niềm vui, có chuyện vui thì ba sẽ khỏe mạnh, khỏe hơn. Vui là có con dâu quá không? Dạ, cũng chúc mừng em nha. Rồi bây giờ có tin vui gì chưa? Dạ rồi, thì mới có. Mới có được 2 tháng. Ồ, thay mặt toàn bộ ekip của chương trình á, trước hết là chúc mừng tụi em. Chúc mừng gia đình là vì cái đám cưới này có một cô dâu hiền, cô dâu trưởng này á, mà sức khỏe của ông nó đã khỏe hơn. Dạ. Ông vui hơn đúng không? Dạ. Vậy là chắc cặp này chắc không có gì thất vọng về nhau đâu ha. Đúng không? Có gì. Trời ơi, hai vợ chồng rồi. Ê, chắc không có gì đâu buồn thiệt. Trời dạ có. Mà không thích đồng thủ á ghê. Rồi rồi. Bây giờ người nào, bây giờ người nào muốn khai trước? Đầu tiên là về gia đình của ảnh. Bà vợ nào cũng muốn là khai trước cho nó. Nhà ảnh đông anh em, 4 người anh em rồi thêm ba chồng em là 5 người con trai. Mà tất cả mọi việc trong nhà đều là một mình mẹ chồng em làm hết. Giống như một cái nếp sống luôn rồi. Tất cái gì cũng là phụ nữ trong nhà làm hết. Trong cái đó nhà em thì ngược lại. Nhiều khi cha cũng phụ mẹ em hay làm như san sẻ công việc nhau. Em nhà thì em không làm gì hết mà lấy ổng về là em làm tất cả mọi việc trong gia đình hết. Như là một con sen gì khi em rất là mệt mỏi. Như từ tuổi tiểu thơ đó mà một phát một xuống ở đời luôn. Mà đâu phải. Mà... Tại vì chị Dân chị phiên âm qua tiếng Việt Nam á là con sen với ở đợi nó ngang ngang nhau. Ăn uống cái gì cũng phải mẹ làm hết trơn, ngay cả rửa chén thành một cái thói đó. Nhiều khi em dọn dẹp cho nó em cũng cảm thấy rất là mất mệt. Chịu không nổi đúng không? Dạ. Có thấy thương mẹ không? Thương mẹ chồng không? Dạ có, nên em cái gì em cũng phụ cho mẹ hết. Dạ. Còn ảnh thì ảnh lấy về thì cũng được cái là không nhậu nhẹt, hút thuốc lá đi chơi, mà có cái là chơi game thì thôi rất là xấu tính. Khi mà ổng chơi game như là một con người khác hoàn toàn, chửi ghê lắm. Chửi rồi chửi sao? Chửi game hay là chửi em? Chơi game á mà chửi mấy thằng trong đó, em nói mấy tụi nó đâu có ngang. Em ngồi em hưởng hết. Trời ơi, vậy là nặng lắm rồi. Không, ổng nặng lắm rồi đó nha. Nhiều khi em sợ như đang chưa ổng chơi ổng ngộn đập cầm cũng chửi ABC XY Z. Em sợ người ta ngoài ta nhìn vô tụi nó khùng. Cứ ngày nào rồi cũng rồi. Vậy hết. Rồi em nặng lắm rồi đó em ơi. Mà chơi là rất là siêng năng. Là ổng dậy từ 7 giờ sáng, ổng ngộn chơi, có khi nửa đêm gái ông mới lên. Em không có cản được hả? Em không ngắt bây giờ em nói, em mà thử mà em nói mà ngay cái giờ đánh là... giờ của ổng bắt đầu ổng chửi vừa không đi lên. Mà có bao giờ là chửi em chưa? Không phải chửi thẳng mà lúc mình vừa đụng ổng bắt đầu ổng chửi mấy thằng trong đó mình nghĩ là mượn mây đẩy trăng. Dạ, thấy không? Em bá đạo quá.
Rồi còn cái chuyện nào mà nó bá đạo hơn nữa không? Thì cũng chuyện game. Game này hôm bữa nhà em bị mất trộm. Là lúc đó là nhà còn kinh doanh tiệm net. Em vừa đi về, mình lại nói anh ơi em về. Chửi một hơi nè. Em quạo quá, cái tự nhiên khách xung quanh nhìn có mình em mà quạo quá em đi bỏ lên đi cầu thang. Cái tự nhiên em thấy một cái thằng đó nó ngồi ngay cái đầu trên cầu thang luôn. Em thấy nghi rồi, thì em mới thấy vậy, em mới lẹn lẹn đi lên lầu. Em vô gọi điện thoại em nói anh ơi, vô nhà coi có thằng nào ngồi ngay cầu thang ghê quá. Rồi chơi hoài mà em thì trong phòng em không có dám ra, em sợ lỡ nó ăn trộm nó thấy mình đi ra nó giết mình rồi sao. Em làm em nghe cái hồi khoảng tiếng sau cái thằng em làm mất điện thoại, ông chủ quản cũng chạy lên nó kêu như mưa, em ghét em nghe luôn. Chơi game mà ăn trộm vô không biết không lấy gì lấy vậy. Tại vì cái tiệm của em á là khách quen nhiều. Nó chỉ ngồi vậy tưởng khách quen à. Tại có mấy đứa nó hay vô cầu thang nó xạo với bạn gái nó là anh đang đây anh đang đây. Thì em cũng nghĩ là khách bình thường thôi. Em út nó nằm ở trong phòng. Thì em nghĩ nó đang làm, nhưng thực chất ra là nó ngủ trong đó mà nó không đóng cửa. Mất là lỗi của nó. Vậy là tại em chứ không phải tại em đâu, đúng không? Ừ rồi em thấy có lỗi. Còn ngoài cái cô tâm nó ra thì còn gì đâu. Ảnh cái gì cũng được, chỉ có cái đó thôi. Cái đó thôi đúng không? Thì là em ở nhà em chơi game em đâu có làm gì đâu. Rồi có khi nào vợ có khách gọi bánh em đi giao bánh. Nhưng mà em có biết làm bánh không? Dạ không. Mai mốt cho ông làm đi để mai mốt bớt chơi game lại. Cũng vậy có làm à. Mình không thể nào mình nói được. Được có đâu, tại hồi trước em mở rồi đó. Thầy cũng tật, em kêu mua cho em cây đàn, không chịu mua. Rồi cái em mới tức quá em kêu hồi giờ không cho mua, em cài game để em kiếm tiền. Cái em tính đi mua hết kìa. Anh ơi, giờ mình mới cưới hết tiền, rồi phải đưa tiền. Đưa tiền xem em cài tiếp, cứ cài tiếp. Cứ lấy em hơn. Cài gì, em cài game hả? Dạ, đi lượm đồ rồi mình bán ra ngoài, mình lấy tiền mặt. Có nghĩa là chơi game vì mục đích kiếm tiền. Dạ. Thấy đôi mắt của cô dâu có vẻ như nó vẫn còn cái gì đó đúng không chị? Em có một cái điều gì mà em còn thấy cái con mắt của em nó buồn buồn đó, xa xăm mà thâm thẳm vậy đó. Tại vì em lấy chồng xa nên ở nhà chồng nhiều khi có nhiều chuyện đó, em không dám nói với ba mẹ mình, không dám nói với ai hết. Sao em lại nói là em không có nói được với ai? Tại vì mẹ em thì buôn bán từ sáng tới tối rồi, về khi mệt, nhiều khi mệt đó em cũng không muốn làm phiền mẹ nữa. Còn ổng thì không, em không. Rồi cuối cùng thì em cứ giữ trong lòng em thôi, sao chịu nổi. Em cứ nói đi, tại vì vậy nè, ít ra mình phải có một lần mình nói tất cả những cái điều mình suy nghĩ ở trong lòng. Và ngày hôm nay thì chồng em không có lý do gì mà không nghe những cái tâm sự đó. Sau khi nghe thì chồng em sẽ hiểu, rồi vợ chồng về là sẽ yêu thương nhau hơn, thông cảm với em hơn. Em cứ nói đi, em cứ không có sao hết trơn á. Khóc được là cứ khóc, không có vấn đề gì hết trơn. Chứ mình giữ trong lòng mình không có tốt đâu, bây giờ mình đang có em bé đúng nữa, rồi. Hiểu không? Thì cũng nhiều vấn đề, hết em chồng rồi tới chồng mình vô tâm. Rồi nhiều khi mà buồn không dám nói với ba mẹ mình biết, thì sợ cha mẹ em dưới quê lo. Mà trong đó nói chuyện với ảnh thì ảnh cứ chơi game suốt rồi. Nhiều khi là em muốn nói với ảnh cái ảnh chửi gà, cái em buồn em lên lầu luôn. Đúng. Rồi em chồng thì mỗi đứa mỗi tính khác nhau, nên em không thể nào em chịu chuộng hay là đáp ứng gì hết. Nhiều khi em cảm thấy rất là mệt. Đi về làm dâu vậy thì nhiều khi em có những chuyện rất là sốc, mệt mỏi. Mỗi đứa mỗi tính, nhiều khi có lời nói thì nó nói ra, tuy nhiên mà mình nó không nghĩ gì mà mình cảm thấy là buồn trong cái đó. Dạ. Nhiều khi mình khổ không dám nói với bạn bè, mắc công nói với bạn bè thì bạn bè nói là tại mày lấy chồng sớm chi mày khổ gắng vậy, nó nói như vậy. Rồi những lúc như vậy thì em làm gì để cho hết cái nỗi buồn đó? Em lên lậu em nằm mình vậy thôi, khi tức thì khóc. Cảm giác của em sao? Tại đó là do vấn đề vợ em nghĩ vậy thôi. Nhưng mà thực chất ra mấy đứa em thì nó rất là quý vợ em. Nó rất là nghe lời nữa. Mấy anh em nó trên nhau chỉ có mấy tuổi thôi, thành ra khi nói chuyện cũng tưởng giỡn nhau thôi. Thì em cũng khuyên cho nó, cũng nói nó vậy. Em cũng có nói với vợ em vậy, mà vợ em thì rất là nhát, nhà không có dám tiếp xúc trực tiếp như vậy. Thì đôi khi có những chuyện nó đã qua rồi thì vợ em mới kể lại, thì em lôi tụi nó ra nói chuyện thì cũng không được. Chị thấy như vậy nè, thứ nhất là tụi em lấy nhau á lúc mà tuổi còn trẻ quá, cái kinh nghiệm chưa có. Cái thứ hai nữa là vấn đề làm dâu khó lắm. Đó là một cái gọi là cái ải đối với tất cả các cô dâu á. Cô dâu lớn rồi mà còn khó, chứ đừng có nói là cô dâu còn nhỏ tuổi. Đó, cho nên rằng cái người mà để giúp đỡ được cho cái cô dâu đó có thể dung hòa được, có thể trọn vẹn được, thì chị nghĩ là không ai hết, chỉ làm người chồng. Em phải hiểu tâm lý vậy nè, bên cạnh vợ em chỉ còn có em thôi. Ba mẹ thì ở xa, đúng không? Con thì chưa có. Duy nhất cái người bám víu trụ cột về cả tinh thần lẫn tất cả mọi thứ là chỉ có mình ơn em thôi. Em phải nhớ là cái vai trò của em á, nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của vợ em hiện giờ. Cho nên á, em làm cách nào để em giúp đỡ được cho vợ em có thể trung hòa được giữa làm vợ và làm dâu á, thì cuộc sống của tụi em mới hạnh phúc được. Lần sau nếu mình có gặp lại nhau ở một chương trình nào đó thì nói ví dụ vậy, thì đôi mắt vợ em bớt buồn đi một chút. Mắt nó buồn quá, cứ thăm thẳm vậy đó, buồn tội nghiệp chứ sợ luôn. Bây giờ để bớt buồn cái ông vợ cái được không? Trời ơi, ôm cái gì mà sổ sàng quá. Ôm cái cho nó nghệ thuật cái coi. Ôm vợ nói cái gì thỏ thẻ nhỏ xíu thôi, đừng cho tôi nghe. Vợ mắt tươi lên kìa. Mắt tươi lên kìa. Và anh hy vọng là mỗi một ngày ôm vợ nhiều hơn chút xíu.
ôm cái tài sản lớn nhất của cuộc đời mình vào lòng nhiều hơn cái máy. Anh hy vọng là sẽ hạnh phúc hơn và đôi mắt này nó sẽ là dấu Á thay vì dấu Ớt. À, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh. Dễ thương quá. Ủa vậy tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá tưởng chú quen ta không, không à. Thấy, nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em không biết ngồi vừa. Vậy hả? Có khó chịu không? À không, ngồi này cũng được. Ừ, không là tôi cho lên kia thôi. Rồi, xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương hả? Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 31. 31? Là Dương 31? Không phải. Hoàng. 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 Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Rồi. Hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả con chào chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T là... cục điện. 3T bánh mì. Không, con bánh kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Các là dạ. Là con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết dạ, rồi. Và... cô biết rồi, cô biết rồi. Ôi, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi rồi. Mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói luôn. Khổ thân thằng bé. Mình, đúng rồi, con đi ăn nhiều nha. Lắm đúng không? Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không? Mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy, đúng không? Đó Hoàng. Dạ không, con em cháu là béo tìm lăng rồi ạ. Béo thì ví dụ như là ở miền Nam đi, dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy ở Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ thì giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Đó là ở cái là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Thôi giờ là thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ bò đang là thịt bò một nắng của Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá. Ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là ở trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2 đến 3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có mình, cách bảo quản và bảo đá xốp, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi, kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú lại hỏi chị. Chị à. Bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời, làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Là thông dịch viên đúng không? Chứ sao lại không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô và, sẽ phiên dịch cho con. Và con yên tâm. Đại diện là Hoàng. Hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, còn vậy bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy ạ. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó cũng không biết. Này, thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác.
Đó. Không, căn bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con mà chồng đúng rồi đó là hy sinh đẹp trai đó, cũng thiệt thòi cho vợ mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là anh đừng có biện hộ không, nếu mà cô không tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là con trẻ liền 3 phút 15 giây tôi chờ anh 3 tiếng rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ, con bảo trời ơi sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là gì? Dạ đấy là công ty để giày da. Rồi, rồi sao nào? Rồi sao? Thì chồng con cũng hay lấn lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là đấy nhưng bạn mà có thể sai sự thật thế nào? Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, em cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi gặp nó đi xuống. Đâu, vừa về bảo là con hay son ven lên trên. Thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, cũng xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Ừ. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho. Vâng. Để mà gặp con mà cứ xin giả vờ xin, ngày xưa con quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên đây. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Vâng. Thấy còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Vâng. Kiều chê. Anh nói đi. Nói thật nha. Anh phải nói thật chứ. Là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu tiên. Ba lần. Đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. À. Hiếm bạn nữ sinh gái. À. Nhưng mà... rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì rất là lúc đó nó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ mới biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân, không được không nhớ. Thế là, thế là đấy, mới con cũng thường mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm. Thế từ lúc đấy là mất liên lạc. Nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nhưng mà cũng không để ý. Đúng cái chắc mà. Còn nhỏ đúng không? Tại vâng, con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà vứt đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa dạ. Tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Dạ thì là cũng như bạn này, bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi, thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Có đúng chị gái, mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đó, đây là người bảo thôi. Tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thôi. Đây là thôi, con cũng coi như là thôi. Không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Còn trong thời gian đó con đi đâu? Con làm gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các con lại gặp lại nhau? Dạ. 75 rồi. 75 55. Tầm 55 rồi xong. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? À không, con không lấy vợ, con không lấy vợ, con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Không, vâng, mình ở vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ, cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Đấy là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó, thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook
thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên, thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình á. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng, của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn nó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy, lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng, quên bắn bạn Hoàng đi, thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn, chứ trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Như nhắn tin đúng. Con là người chủ động, con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động ẹt Facebook của ảnh. Dạ. Bà cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Thì cảm giác bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng rồi, cũng được 2-3 tháng. Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đó là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng rồi sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng. Lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tức là làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình nó có hình đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì đâu gái một con trong mòn con mắt. Đúng chứ rồi, con làm sao đó, ấy? Vâng, con đang định nói như thế. Con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ gái một con trong mòn con mắt, mòn mắt. Đúng rồi, là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, cho nên là nhắn tin tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đồn đập như nào lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà bị đến lúc gặp lại đó phải kể. Thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên ngô mà cô bên chồng là chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi, tại vì con hỏi rất là nhiều lần nhưng mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật, chia sẻ cũng cả chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đẹp dai, có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút, nhưng mà mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật, lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng nên là đưa quyết định. Với cả cái lúc mà, lúc đấy khả năng là lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Cũng lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ. Lúc đó đi. Đang đợi bằng ấy, bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Vậy là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới xong biết chia sẻ có câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ khăng khít hơn là có nhanh không? Vâng, bạn con chia sẻ sống gấp ấy ạ. Sống gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng bọn con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì để mà đây nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách chung ở Hải Phòng có Đồ Sơn, từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe 20 cây số đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón rồi mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cho cái nên gì cũng đó, ngại đó, vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy là chưa chắc biết. Chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? Không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện. Không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý.
con không hiểu làm sao chị biết được là con với cả Hoàng để gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. À, có đăng. Chị gái phát hiện. Vâng, chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh báo dùng beng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu, có đâu cả. Thì thế lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu, không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm một cái công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, lúc ấy là shipper nó vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu. Khi vào hết khi xuống tàu ấy thì không xuống. Chưa, cái lúc mà bên sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà không. Vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về. Đúng như rồi. Vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Ừ. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con. Vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không thế rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Dạ, vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi. Gặp lại nhau, em yêu nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng yêu nhiều. Một lần yêu. Chia tay rồi. Vâng. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều buồn. Cái ly kỳ. Nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con có lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu bên liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng là ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, mất liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà. Có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó và em cũng con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là đúng chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được một năm, 2 năm. Không, trước lúc đi là cũng hai đứa cũng đã yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2-3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi, tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vật bất vật ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà. Thì là có tiền gửi hết về cho mẹ, mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới còn quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu từ mè nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì con thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có như bên sinh người ta có những cái món đồ đó gọi ship vậy, ship hàng á. Vâng, ship hàng. Mấy năm trước ship chưa là rộ cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế để tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không?
làm nói chung là hai đứa thì ra thì lúc đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra mới, nhiều không? Mình mới. Thực ra đó đấy cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Không. Là vợ không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở, để mà làm cái biển quảng cáo ấy, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngượng. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu cũng kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi. Thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là thì là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ. Thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị ạ. Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con ha. Vâng. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên mình cũng muốn là mình muốn nó phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt, tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship. Xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Đấy, quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Ui, hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi. Đêm bán thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình, rồi. Cái xoài keo á, em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ngoài miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài keo ở trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi. Bây giờ quá ok đúng không? Vâng, đúng rồi. Không phải hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu đâu. À đấy. Vô đây coi như là thảnh dũng luôn đó. hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con? Hay là dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Biết rồi, thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ủa rồi, thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là chồng con nói là gia đình chấp thuận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là một sự phấn đấu để nhắc con ngoạn phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng, tự nhiên đi quen con bé này. Mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trang. Cao lắm ấy nhở, nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Thì bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc cứ lông bông, và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình làm mình phải làm chủ, làm shipper. Tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ta ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì hết cả, thì là đồng nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Dạ. Không ngày nhưng bây giờ nó còn rộng mở nữa. Là bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có thấy được bạn này cũng thành công.
đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đó. Xong tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì giờ chơi được tôi sống rồi. Nó phải không. qua chương trình, phải qua chương trình đó thì mẹ là mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng con cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân, vâng, tuổi thân là tuổi thân vâng, là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cụ sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái tật nhiều sóng gió đấy. Dạ, nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng. Để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ý, khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ý. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm. Chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc. Nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi. Là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì. Không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản con? Thân cả cho chồng cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm rửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì. Bọn con sống đơn giản lắm, sắm rửa. Về quần áo thì đi gặp cái đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, rồi khi nào thiếu không còn cái gì để máy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào cũng tay cũng xoắn nha. Xoắn là nhiều tóc cũng ủ miêu. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình không? Ngày nào cũng phải nhắc, lúc nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn gì bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít thật sự. Tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt. Nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi kém. Là cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Dạ, nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em ấy. Gọi là chị nhỉ? Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp. Nên là con là người cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên nhà con thì vợ con cầm hết. Có tính thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà. Con thấy cầm tiền vướng. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, nó không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu ạ? Ôi trời ơi. Nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi về cho vợ. Đấy. Là từ cái thời còn trai tân đã không có tiền rồi. Còn bây giờ không tân rồi, không có tiền mà không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền nhá, đỡ phải mất công giúp đi. Vâng, đấy. Chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Mệt ra chi tiêu, mệt. Mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm mày nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào. Thôi chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi đường mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? Nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại thủ trước đúng không? Thế con phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn bè. Có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. Không cần phải cho số tiền gì hết.
Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc có lẽ cũng rất là cẩn thận. Và khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra, ê, nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? À, không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại về mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng vậy. Đó. Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc mình cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ có mỗi vợ con thay đổi là bớt thằng công chức việc lại mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút. Tốt tát được. Thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con livestream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diện được không? Dạ con có, ở lúc livestream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy. Vợ chồng con là livestream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc livestream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. 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 Còn đến lúc còn cá nhân buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đầu bù tóc rối lúc nào cũng tại vì con chồng thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Như vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu. Dạ, à, sau công việc. Dạ. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện ở đây. Vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì muốn nói, anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng, chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con... gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì là thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có bất kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được cái những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái giận. Gì? Không, vâng đúng ạ. Đó. Không biết kiểm soát bản thân không mình, kiềm chế được không kiềm sự chế nóng được tính. Dạ vâng đúng không ạ, tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc, là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.